Một buổi tối và mùa dịch, ngồi nghe tiếng giấy kêu. Buồn quá các bạn. Chỗ này ở dưới quê, cái nhà mọi người đi ngủ hết rồi, còn mỗi mình thức khó ngủ quá, nằm võng nghe tiếng dế kêu. Lúc đang mùa dịch căng thẳng như vậy, tiếng dế kêu rất là buồn, buồn hơn lúc bình thường.